けどね、ちょっとみんながね、多分行ったことがない国からね、お客様が見えてるので紹介したいと思います。どうぞ。おはようございます。Yeah, we will have a good time. I'm from Vietnam. My name is Hoàng Rapper. Yeah, Rapper. You, me, yeah, what's up? Okay, how you feel today? Woo! What's up, everybody? Yeah. Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay chính là các bé có sinh nhật trong tháng này. Các bé khác cũng cùng chúc mừng sinh nhật các bạn của mình. Ghê chưa? Oh, ghê chưa? Hôm nay bé Miri cũng Miri, tham Miri, gia Miri. Biểu diễn. Oh. Ghê chưa? Oh. 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 Nhật Vi cũng đang rất bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn được chuẩn bị xong thì vừa đến giờ ăn của các bé. Wow, kính thưa quý vị, sau khi thực hiện rất nhiều hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay như là chúc mừng sinh nhật, múa hát, đi bơi, rồi chơi đùa với các bạn và được các cô chăm sóc rất là kỹ, thì tất cả các bé được tắm rửa rất là sạch sẽ để bước vào bữa ăn trưa. Và ngày hôm nay là một dịp rất là đặc biệt của bé Miri, nên Hoàng cũng xin phép bé giám hiệu là cho phép bé Miri cùng với mẹ của mình là Nhật Vi sẽ ngồi tại bàn ăn này để chúng ta cùng giao lưu với nhau. Chứ bình thường thì Miri cũng sẽ ngồi chung ăn chung với các bạn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và thật sự là vừa trao đổi mà vừa nghe mùi thức ăn rất là thơm, rất là ngon quý vị ạ. Cơm mà rất là nhiều màu sắc. Dạ, đây là cơm trộn với lại tôm với lại các loại rau. À tôm. Cơm không những thơm mà còn dẻo nữa. Wow. Ngon không ạ? Ngon, ngon cực kỳ luôn á. Vậy hả? Tuyệt vời luôn. Mà vừa đủ no em, anh cứ tưởng vậy ít. Mà ăn nén lại á, đã lắm. Vừa đủ no luôn. Vừa ăn khỏe quá ha. Thích ăn được vậy là khỏe lắm á. Thịt nhồi cùng với nấm và tương. Lúc này thì Hoàng Rapper cũng được thưởng thức các món ăn Nhật Bản mà Nhật Vi cùng đồng nghiệp nấu. Tranh thủ vào giờ ngủ trưa của các bé, Hoàng Rapper gặp và trò chuyện với cô giáo, cũng là ân nhân của Nhật Vi. Thì một lần nữa, ba nhân vật ngày hôm nay đến với tất cả mọi người, đúng không? À, vậy như em thấy là ngồi bên cạnh em là cô kêu cô là cô hiệu trưởng của trường mẫu giáo mình. Dạ. Còn đây là cô Bayashi Sensei, là cô chuyên gia dinh dưỡng, cũng là bếp trưởng của bếp. Còn đây là chị Arizumi, là vô cùng lúc với em luôn. Dạ. Đồng nghiệp với em. Tiếp xúc với Nhật Vi, cô cảm thấy Nhật Vi là một người như thế nào? なんか本当にお母さんなのかなと思った。可愛らしくてね、まだ本当にお若かったでしょ。だから見かけはまだ本当にちょっと幼くてね、可愛いお母さんかなと思ってたけど、結構本当にしっかりしてらして、ミリちゃんに対してもちゃんとね、その子供をしっかり育てたいっていう気持ちがちゃんと伝わってきました、こっちにね。それで本当に真面目にいろんなこと一生懸命されてるなと思ったので、そうだよね、はい、ありがとうございます。ただ一番初めに B さんがリンゴだったかな、包丁でリンゴの皮だったかな、剥く時が B さんは外に向かうその剥き方にすごい驚いて手切らなきゃいいのになみたいな、そうドキドキして自分の娘と変わらないので娘のようで可愛いです。海外に来てで日本で仕事するっていうことでもうすごい尊敬するんですけど、日本語も一生懸命覚えようとするし、本当に明るくていつも笑ってて、でもう優しいし気も利くし、本当の Nhật Vi luôn muốn có một dịp được cảm ơn các cô giáo đã giúp đỡ mình rất nhiều từ khi chân ướt chân ráo tới Nhật mưu sinh.
sau khi hết giờ làm việc thì Hoàng tới thăm nhà của Vi. Đây chính là ngôi nhà của xe nhỏ nhỏ là của Vi á. Còn xe sáng giờ đi là của chồng. Ok, tính tình. Xin chào. Xin chào anh Taka kia ta kia đã đi làm về rồi. Tadaima. Rồi. Nhà rất là đẹp. Mát nữa. Nhà đẹp quá, nhà đẹp quá. Đây là không gian phòng khách này. Bên trong là không gian để bé Miri có thể vui chơi này. Wow, căn bếp. Xây dựng có một cái quầy bar ở giữa. À, bàn ăn đẹp lắm. Nhà cả một trang bị đều đầy đủ hết. Chứ phải là tuyệt vời. Đâu. Nhà này là trang trí tay. Đầy đủ tiện nghi. Hiện đại hạnh phúc. Mình đã mời ba cô giáo đến đây rồi. Mà mình muốn chuẩn bị quà. À, quà đó là quà gì đây? Thì là tùy thuộc vào em rồi đó. Anh không biết rồi đó. Anh không có rành Nhật Bản, không biết mua quà gì đó phù hợp đâu. Dạ thì em nghĩ là nên nấu các món ăn Việt Nam. Nấu ăn hả? Dạ. Oh, Việt Nam luôn. Dạ, món Việt luôn. Tết có về Việt Nam chơi một tuần cho nên em cũng mua thiệt là nhiều. Bắt đầu rồi. Ok. Hey. Yeah. Hey. Hey. Câu lên. Hey. À, xin mời, xin mời. À. Rồi, Miri cứ ngồi đó chơi nha con. Cứ ngồi đó chơi. À, ok. Vi sẽ gọi điện thoại mời các cô giáo đến nhà mình ăn tối. Ủa dao, dao này sắc được hay không? Ôi tôi dao xong màu trắng. Dạ được anh. Dạ. Ôi, hơi bị bén luôn đấy. Nhựa hả? Thấy dao nhựa mà nó bén đít cực kỳ. Dao nhựa không ạ? Dao nhựa nè. Ô xa lạ. Anh Takaki cũng vào bếp giúp đỡ vợ mình. Cuối cùng thì bữa tối cũng hoàn thành rồi. Ôi, chắc có cô tới rồi, Cả nhà chờ một xíu nha. Doto Idasai. Konnichiwa. Wow. Please come in. Doto Idasai. Con kính thưa trên hoàng ngọc mà đóng nhiều cặp. Mở quà của mình đâu. Kính thưa ba cô, và đây chính là món quà mà Nhật Vy muốn dành tặng cho cả ba cô ạ. Đây là những món ăn mang hương vị của Việt Nam. À, những món ăn đầy tấm lòng của Nhật Vy muốn gửi gắm đến tất cả các cô ạ. Bởi vì ở Việt Nam, khi mà người vợ nấu ăn ngon, người chồng sẽ thưởng cho người vợ một nụ hôn lên má. Nên mà rapper xin phép các cô, anh ta kia sẽ thưởng cho Nhật Vy một nụ hôn lên má được không ạ? Anh Hoàng rất thơm luôn. Tôi hết lắm. Dễ đương. Giây phút này thiên liên lắm thôi. Dễ đương, dễ đương. Và bây giờ Hoàng Rapper có một món quà bất ngờ dành cho Nhật Vy. Vào tuần sau sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, đó chính là sinh nhật của Nhật Vy. Thì để mang lại sự may mắn dành cho Nhật Vy, em xin mời cả nhà mình cùng nhau hát bài Happy Birthday để tặng cho Nhật Vy được không ạ? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Thưa quý vị, như vậy là chuyến hành trình người kết nối của Hoàng Rapper tại đất nước Nhật Bản, đất nước của xứ sở hoa anh đào cũng đã khép lại rồi. Và rất nhiều kỷ niệm đẹp được mang lại trong ký ức của Hoàng Rapper bởi sự thân thiện, văn minh, tiến bộ và ý thức của tất cả các người dân Nhật Bản. Và đặc biệt là những câu chuyện khác nhau của từng nhân vật, Hoàng Rapper đã hiểu được những nét đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống này thật là tốt biết bao. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Hoàng Rapper cùng với tất cả mọi người trong gia đình xin được phép chào tạm biệt. Bye bye, bye, bye.